Đây là quả đá phạt góc thứ tư của câu lạc bộ Hà Nội kể từ đầu trận. Mỗi một tình huống như vậy đều khiến cho người hâm mộ của BKMX Bình Dương cảm thấy không yên tâm. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Trước đó là pha va chạm giữa Duy Khánh và Thành Lương. Trên sân thì cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đang bị đau. Quang Hải đã bị chảy máu ở trán. Có lẽ là Quang Hải đã bị đau sau tình huống tranh chấp cùng với Trọng Huy trước đó. Còn đây là cú vung tay của Duy Khánh vào mặt của Thành Lương. Phá bóng mà trọng tài Nguyễn Minh Thuận không cho rằng đó là một hành vi có chủ đích. Như vậy là Quang Hải đã bị đau sau khi va chạm với người đồng đội ở đội tuyển quốc gia, đó là Tiến Linh. Một trận đấu mà Quang Hải chắc chắn sẽ là một trong những cái tên phải đón nhận áp lực nhiều nhất, và anh cũng rất muốn chứng tỏ mình. Một trận đấu mà tập thể câu lạc bộ Hà Nội đang mong muốn sẽ có một trận đấu tốt để trở lại cuộc đua. Không qua ở phía trên, Văn Quyết. Văn Quyết! Tình huống cài người của Văn Quyết. Văn Quyết vừa ngã trong khu vực 16m50 và sẽ có một quả đá phạt 11m dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Các cầu thủ BKMX Bình Dương đang phản ứng quyết liệt quyết định này của trọng tài Nguyễn Minh Thuận. Sau khi nhịp không chóng đầu tiên không đưa mình vào một tư thế tốt nhất, Văn Quyết đã vô cùng tinh quái khôn khéo chờ đợi tình huống va chạm của Rabo Ali. Hãy cùng xem lại tình huống này. Đó là cú đá khiến cho Rabo Ali, khiến cho BKMX Bình Dương phải đón nhận một quả đá phạt 11m. Đó là một quyết định khó có thể bàn cãi của trọng tài Nguyễn Minh Thuận nếu nhìn từ góc quay vừa rồi. Cơ hội cho câu lạc bộ Hà Nội vươn lên ở phút thứ 30 của hiệp 1. Và nó được trao cho Ri Mario. Một pha bóng mà nếu như Rabo Ali bình tĩnh hơn thì anh hoàn toàn có được những phương án xử lý khác. Nhưng mọi thứ đã diễn ra trước mắt của trọng tài Nguyễn Minh Thuận. Và bây giờ là quả phạt penalty dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Ri Mario đối mặt với thủ môn Trần Đức Cường. Hà Nội đang kiểm soát thế trận. Họ có rất nhiều những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Họ cất Moses và Papeoma ở trên băng ghế dự bị về những lý do khác nhau. Và bây giờ thì Ri Mario, ngoại hình duy nhất ở trên sân, sẽ được trao cơ hội ở quả đá phạt 11m này. Một quả đá phạt cực kỳ quan trọng. Bởi nếu thành công, Hà Nội sẽ vươn lên và sẽ có được một tâm lý thi đấu thoải mái hơn. Ri Mario đối mặt cùng thủ môn Đức Cường. Và đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. 1-0 dành cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Ri Mario, cầu thủ phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Và cũng chính là người ghi bàn thắng đầu tiên. Tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội đã đánh lừa được thủ môn Trần Đức Cường ở thế đối mặt. Hãy cùng xem lại cú đá sau khi Ri Mario đã quan sát rất kỹ hướng đổ người của thủ môn Trần Đức Cường. Tỷ số là 1-0. Heribo Gustavo
chắc chắn là đội trưởng Tô Văn Vũ ở bên phía hàng cánh phải đã được các hậu vệ của Hà Nội nghiên cứu kỹ. Lỗi của Thành Lương. Thành Lương cũng đã nóng mắt sau hàng loạt những pha vào bóng rát của cầu thủ đối phương. Trước đó là pha ngăn chặn của Hedipo Gustavo. Trận đấu đang nóng lên bởi những tình huống va chạm. Và đặc biệt là sau khi Hà Nội có bàn thắng dẫn trước. Đây là pha chấm trước đó giữa Hedipo Gustavo và Đậu Văn Toàn. Không thể đưa được bóng vào phía trong. Một ngày thi đấu mà Tô Văn Vũ chưa có một pha bóng nào có thể vượt qua được hậu vệ Văn Dũng của câu lạc bộ Hà Nội. Di Mario. Di Mario không nên có những phản ứng như vậy. Anh đã phải nhận một thẻ phạt ở hiệp đấu đầu tiên. Căng thẳng cũng đã xảy ra ở khu vực cabin huấn luyện. Các trợ lý của câu lạc bộ Mecamex Bình Dương, ông Đức Cảnh cũng đang có những phản ứng dữ dội. Đấu đang phải gián đoạn. Trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận đang phải trao đổi với trọng tài tư là Đỗ Thành Đệ cho những diễn biến căng thẳng ở cabin huấn luyện của BKMX Bình Dương. Di Mario đã phản ứng sau khi trọng tài không cho Hà Nội được hưởng quả ném biên. Trước đó thì anh cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Những phản ứng như vừa rồi rất có thể sẽ khiến cho cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội phải đón nhận thêm một chiếc thẻ phạt không đáng có và đẩy đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vào thế thi đấu thiếu người. Vẫn là những phản ứng của trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Đức Cảnh với trọng tài thứ tư Đỗ Thành Đệ. Trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục. Và có lẽ là trọng tài Nguyễn Minh Thuận cần phải có cách thức xử lý nghiêm khắc hơn. Rất khó hiểu cho phản ứng của trợ lý huấn luyện viên bên phía BKMX Bình Dương. Phàn nàn về cách xử lý trong những tình huống thay người. Có lẽ là như vậy. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội khách. Văn Quyết. Một cầu thủ của Hà Nội đang bị đau. Tuấn Anh đang bị đau. Và một trung vệ của Hà Nội thì đang bị chuột rút. Đã có va chạm xảy ra. Có lẽ là các cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Hà Nội đã đóng mắt với cái cách mà các nhân viên y tế của Bình Dương xử lý
trong pha bóng vừa rồi. Một trận đấu nóng trên sân, nóng ở những diễn biến bên ngoài đường biên. Các cầu thủ ở trên sân cũng không giữ được sự bình tĩnh nữa. Tất nhiên là các cầu thủ Bình Dương muốn trận đấu được quay trở lại nhanh nhất, thì có hai cầu thủ của Hà Nội nằm sân và đội ngũ y tế nhanh chóng được triển khai. Thì hãy cùng chờ lại những diễn biến ở góc quay chậm để xem điều gì đã xảy ra. Tuấn Anh, sự thay đổi người của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong hiệp 2 đang bước đi với những bước chân tập tễnh. Một ngày vất vả đối với trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận và các trợ lý của ông. Một lần nữa ông phải trao đổi với trọng tài thứ tư ông Đỗ Thành Đệ. Lỗi của Đỗ Hồng Dũng. Những giây cuối cùng, và đây là cơ hội cuối cùng của BKMX Bình Dương. Đây là phút đá bù giờ thứ 9. Cú chào bóng là của Tô Văn Vũ. Không có một tiếng còi nào cất lên. Văn Quyết. 3-2. Liệu đây có phải là bàn thắng quyết định hay không? Văn Quyết. Romario. Sút bóng. Và đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Mọi thứ đã chấm dứt với BKMX Bình Dương. Và đó cũng là thời điểm để cho trọng tài Minh Thuận nổi còi kết thúc trận đấu này. Romario, cú đúp đã giúp cho Hà Nội có 3 điểm trọn vẹn. Họ sẽ có được 10 điểm bằng điểm với BKMX Bình Dương. Một trận đấu có tới 9 phút đá bù giờ dành cho hiệp đấu thứ hai. Hà Nội đã chơi tốt. BKMX Bình Dương cũng đã vùng lên ở những phút cuối trận. Nhưng như thế là không đủ. Họ đã bị đánh gục hoàn toàn bởi tình huống phản công ở những giây cuối cùng của trận đấu này. Romario hoàn tất cú đúp và giúp cho Hà Nội có chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa bàn thắng của Romario. Như vậy là hai đội sẽ cùng có được 10 điểm sau khi kết thúc vòng đấu thứ 6. BKMX Bình Dương vẫn xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Nhưng đây là một trận thắng cực kỳ quan trọng với đương kim vô địch Hà Nội để họ có thể quay trở lại với cuộc đua ở mùa giải năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ BKMX Bình Dương gặp Hà Nội của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.